Hello, xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nhé. Hôm nay thì đã có support của One Piece rồi, chap mới nhất, chap 929. Mình sẽ tóm tắt qua, đầu tiên là tướng quân Orochi đã xuất hiện. CP0 thì thương thảo với tên Ochizo. Sanji, No và Ikdanke, Pegaon và Hakin đã gặp nhau và sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Và cuối cùng là tuần sau thì hình như là không có chap mới. Sau đây là nội dung của chap mới nhé. Theo như trí nhớ của ông thợ mộc mà Franky đang theo học nghề thì ông đã có bản thiết kế của tòa lâu đài của Kaido vào 10 năm trước rồi. Thế là Franky quyết định đi tới tiệm cầm đồ và dò hỏi, được biết là bản thiết kế đang ở số Kuji. Franky liên lạc với Kimemon để biết đường tính toán cho kế hoạch quyết chiến. Inuzashi và đội ngự lâm quân của ông ta đã cướp được khá lương thực từ thuộc hạ của tên Kaido và để lại dòng ký tên băng đạo tặc Atama Yama Sentomazu. Wanda và Cà Rốt thì có đi cùng với Inuzashi và Kimemon. Kanjuro thì cũng xuất hiện trong chap này luôn và ông ấy đang ở cùng một người phụ nữ bán cá do chính ông vẽ ra. Tiếp tục là Zoro xuất hiện, anh đang đi cùng với một người đàn ông trên đường tới kinh thành Hana. Người này thì vô cùng mẻo lép và lĩnh hót. Tại lâu đài của Ochizo thì hắn ta đang bí mật gặp gỡ một người, đó chính là CP0. Có 3 đặc vụ của CP0 đang nói chuyện với tên Ochizo. 2 trong 3 người này từng xuất hiện ở hồi Destosa, kẻ còn lại là một nhân vật mới. Với việc Doflamingo bị tống vào tù thì bây giờ chính phủ thế giới có thể bàn bạc trực tiếp với Ochizo. Ochizo muốn có tàu chiến về cả từ của Vegapunk nữa. Ochizo thì cậy thế hắn đang được Kaido hậu thuẫn nên rất là cao ngạo và CP0 cứ phải ậm ừ thuận theo lời hắn. Chuyển cảnh tiếp theo là bữa tiệc bắt đầu, Ochizo xuất hiện. Lúc này thì quân trong kinh thành đang chạy toán loạn và la hết lên rằng quân của Kaido đang săn tìm một người bán mì soba. Sanji và No đang đối đầu với hai kẻ sở hữu trái ác quỷ khủng long. Một trong hai kẻ đó chính là Ikdanke và kẻ còn lại nhân vật mới Bagelne. Ikdanke thì đang ở trong hình dạng khủng long và trái của Ikdanke là hệ doan cổ đại Yuuyu Mod Alosazu. Còn Bagelne là hệ doan cổ đại Yozukozu Mod Asinasu. Nghĩa là cả hai đều ăn trái khủng long nhưng mà hai hệ khác nhau, giống như hai chị em người rắn vậy. Một con là rắn Nam Mỹ, một con là rắn cổ. Tiếp đến là Hakin cũng có mặt ở đây. Ikdake nói, tại sao ngươi lại ở đây thế Hakin? Hakin, ta đang theo đuổi một kẻ. Và nếu như tuần này đã có chap mới rồi thì có thể là 2 tuần sau không có chap tiếp theo nhé mọi người. Cả 2 tuần luôn đó. Cuối cùng thì chap mới đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye. Sugu oikakeru san. Soya ore mo itte nakatta na. Yoshi, ikou.